Chú hả? Con mèo. Con tủ gì? Con gì? Cọp hả? Thôi đi. Làm gì tiểu cọp vậy? Chú đón coi coi. Con tủ con gì? Hả? Con tủ con gì? Con nói sao? Tủ con gì? Chú hả? Không có con là tủ con gì? Con tủ con gì chú đâu có biết? Không, con là tủ con tủ con gì? Con gì? Con cọp. Con cọp mà chú đâu có biết con cọp nó là sao, nó kêu sao? Cọp kêu cái gì? Cọp này cọp cái. Con cọp nghe thật sự không ạ? Đường tên lửa chỗ nào vậy em á? Đường tên lửa. Đường tên lửa bên đó là hả? Phải không? Ta chỉ trên này mà là. Mày. Giờ ra ngoài hai đứa bé này á. Hay à. Dạ bắt chớn à. Trời ơi. Đó. Đợi xíu. Đợi xíu. Đợi xíu quay đó. Anh này vui. Quá cái thuốc ấy. Trời, dữ dằn ha.